mống mắt thể mi là phần trước của màng bồ đào. Do vậy, bệnh này còn có chẩn đoán là viêm màng bồ đào trước. Bệnh hay tái phát từng đợt, nếu không điều trị có thể dẫn đến tăng nhãn áp thứ phát và mù lòa vĩnh viễn. Người ta hay gặp viêm mống mắt từ tuổi thiếu niên cho đến những người nhiều tuổi. Những cái bệnh nhân mà viêm cứng cột sống này, rồi viêm cột sống dính khớp này, rồi viêm khớp, những cái viêm khớp ấy đều có thể đưa đến một cái phản ứng miễn dịch và nó gây viêm mống mắt. Thì nếu như có biến chứng dính mống mắt thì người ta phải dùng laser hoặc người ta phải dùng phẫu thuật để cho cái thủy dịch có thể lưu thông được. Cho nên cái khả năng hồi phục thì tùy, là nếu bệnh nhân đến sớm mà dùng thuốc đúng thì cũng có thể hồi phục được tốt. Kiếp bí truyền tấm trắng như bông bưởi. Bông bưởi đâu không thấy? Sao vậy? Giờ chính thấy con giống như là bông cao vậy đó. Bông cao là sao chính? Là bao công đó con. Chính, đen mới là đúng á. Con có khùng không vậy? Tấm trắng mà đen là đúng là sao con? Thì bởi vì nó phải đen nó mới trắng. Nhân cũng đẹp nữa. Giận dữ. Trời, giận dữ cũng đẹp. Cười cũng đẹp hơn nữa. Nói chuyện một mình, tâm lý không ổn định. Vấn đề là sức khỏe ảnh hưởng tâm lý. Ngày cưới rất là nhanh, gần như mọi người hay cho là cưới để chạy, cưới chạy bầu á. À, chạy bầu hả? Người ta nói vậy chứ không phải. Em tưởng tượng trong đầu á là về làm dâu là phải làm việc nhà dữ lắm, rồi lau nhà, quét nhà, giặt đồ, chén, em tưởng tượng rất là ghê gớm. Em có con rồi em mới biết là nuôi một đứa, hai vợ chồng bù đầu bù cổ mà một mẹ nuôi ba người khôn lớn, trưởng thành. Thì sao mẹ có thể sống qua cái khoảng thời gian đó được, rất là hay. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn vợ, cảm ơn người đã đồng hành sát cánh cùng anh trong những lúc anh khó khăn. Anh sẽ cố gắng để vun đắp thật nhiều, bù đắp cho em, bù đắp những cái ngày tháng em chịu cực chịu khổ cùng anh. Lincoln sẽ đi trăn trâu đó hả? Chính xác, đó là một ước mơ của Lincoln. Ôi, nhỏ lớn chưa bao giờ được chân dâu hả? Chưa bao giờ gặp con dâu ngoài đời luôn á. Chưa gặp con dâu luôn. Thì tôi vượt trâu cho anh lên đây. Đúng rồi, sao? Bình thường. Bình thường mà đúng không? Như cởi ngựa đúng không? Các bạn ngày hôm nay là vừa phải chăm sóc cho heo, vừa phải làm sao tắm táp nè, cho heo ăn. Đó là nhiệm vụ của các bạn. Đổ vô máng. Con đổ vô đi. Đổ ập vô. Con móc để dưới chân con nè. Con để dưới... Cảm ơn bà Bảy. Bà Bảy hay bà Tư ta? Bà Bảy. À, cảm ơn bà Bảy rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng đã hỗ trợ cho hai ngôi sao ca nhạc ngày hôm nay. Xe ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển phía sau một chiếc ô tô màu đen. Thì bỗng nhiên, một chiếc xe máy ở làn xe máy phía bên trong lao đến, va vào đầu xe ô tô có gắn camera hành trình. Người điều khiển xe máy loạng choạng tay lái và ngã ra đường.